Tết Trung Thu tại Việt Nam không biết có từ bao giờ, không có sử liệu nào nói rõ về gốc tích của ngày rằm tháng 8. Theo tích xưa, Tết Trung Thu bắt đầu từ thời nhà Đường, thời vua Duệ Tôn, niên hiệu là Văn Minh. Năm ấy vào đêm khuya rằm tháng 8, gió mát trăng thanh, trong khi ngự chơi ngoài thành, nhà vua gặp một vị tiên giáng thế. Vị tiên hóa phép tạo thành một chiếc cầu vồng, một đầu giáp cung trăng, một đầu chạm mặt đất, và nhà vua trèo lên cầu vồng, đi đến cung trăng và dạo chơi cung quảng. Trở về trần thế, vua luyến tiếc cảnh cung trăng đầy thơ mộng và nhà vua đã đặt ra Tết Trung Thu. Ngày Tết này sau đó du nhập vào Việt Nam, trong ngày Tết Trung Thu, người ta thường bày cỗ với bánh trái hình mặt trăng, treo đèn kết hoa và nhảy múa ca hát, múa lân tưng bừng. Nhiều nơi có những cuộc thi cỗ, thi làm bánh của các bà các mẹ. Trẻ em có những cuộc rước đèn và nhiều nơi có mở cuộc thi đèn. Nhiều gia đình bày cỗ riêng cho trẻ em và trong mâm cỗ xưa thì thường có ông tiến sĩ giấy đặt ở nơi cao đẹp nhất, xung quanh là bánh trái hoa quả. Giờ đây vào dịp Trung Thu, các địa điểm tổ dân phố hoặc trung tâm thương mại lớn đều tổ chức trang trí và có hoạt động riêng cho trẻ em. Trải qua hàng trăm năm, con người luôn cho rằng mối liên hệ giữa cuộc đời và vầng trăng, trăng tròn và trăng khuyết, niềm vui, nỗi buồn, sự đoàn tụ hay sự sum họp chia tay. Cũng từ đó trăng tròn là biểu tượng của sự sum họp và Tết Trung Thu cũng được gọi là Tết Đoàn Viên. Trong ngày vui này, theo phong tục của người Việt, tất cả các thành viên trong gia đình đều mong muốn quây quần bên nhau cùng làm cỗ để cúng gia tiên. Khi đêm xuống, mặt đất ngập tràn ánh trăng vàng, xóm làng cùng nhau tụ họp uống chè xanh, ăn bánh, ngắm trăng và bày hoa quả bánh kẹo cho trẻ em vui chơi, rước đèn, trông trăng phá cỗ. Ngoài ý nghĩa vui chơi cho trẻ em và người lớn, Tết Trung Thu còn là dịp để người ta ngắm trăng và tiên đoán mùa màng vận mệnh quốc gia. Nếu trăng thu màu vàng thì năm đó sẽ trúng mùa tằm tơ, nếu trăng thu màu xanh lục thì năm đó sẽ có thiên tai. Và nếu trăng thu màu cam trong sáng thì đất nước sẽ thịnh trị. Tuy đó chỉ là quan niệm xưa nhưng cũng thể hiện sự gắn kết, kết nối giữa con người và thiên nhiên. Bánh Trung Thu từ lâu đã tượng trưng cho sự tròn đầy và viên mãn, đoàn viên. Khi thưởng thức bánh Trung Thu, người Việt Nam thường uống thêm trà để thấy được trong vị ngọt của bánh, có được sự đắng chát của trà. Trong cái vị dịu nhẹ, thanh khiết của trà, bạn sẽ thấy được sự phức tạp và cầu kỳ mà ông cha ta đã đan xen vào bánh. Món ăn cũng như cuộc đời, không bao giờ chỉ thưởng mãi một mùi vị. Sự viên mãn mà trong đêm Trung Thu ai cũng muốn tận hưởng chính là chút ngọt ngào của bánh và vị chát đến từ trà. Trà và bánh đã làm nên một đêm Trung Thu trọn vẹn. Nhiều người cho rằng ăn bánh Trung Thu phải uống trà mới ngon. Thật ra ngoài vấn đề về khẩu vị, sự kết hợp này mang lại lợi ích đáng kể về sức khỏe. Khi ăn bánh Trung Thu, nhiều người luôn pha một ấm trà. Thậm chí có người cũng cho rằng ăn bánh Trung Thu luôn luôn phải có trà mới ngon được. Bên mâm cỗ trông trăng, nếu như trẻ con tập trung ăn bánh trái và chơi các trò vui Trung Thu, thì người lớn thường nhâm nhi chén trà, thưởng thức chút bánh và hàn huyên tâm sự. Vậy vì sao ăn bánh Trung Thu phải uống trà mới ngon? Ngày rằm tháng 8 theo lịch âm được gọi là Tết Trung Thu hay Tết Đoàn Viên. Tết Trung Thu hầu hết diễn ra ở các nước Đông Á như Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên. Tết Trung Thu mang ý nghĩa đoàn viên, đây là lúc mọi thành viên trong gia đình tề tựu đông đủ, cùng nhau ăn bánh, thưởng trà và ngắm trăng. Thói quen ăn bánh Trung Thu uống trà nóng đã trở thành một nét văn hóa của người dân Việt Nam. Trong sự ngọt ngào của bánh có vị chát dịu nhẹ của trà, trong sự thanh khiết của trà lại có sự cầu kỳ của bánh Trung Thu, tất cả tạo nên sự hòa quyện tinh tế và tròn đầy. Ngày nay dù có thưởng thức nhiều loại thức uống khác nhưng trà vẫn được ưu ái kết hợp cùng bánh Trung Thu mỗi dịp trăng rằm. Ăn một miếng bánh, nhấp một ngụm trà, người ta như tìm được giây phút thảnh thơi giữa cuộc sống bộn bề. Ăn bánh Trung Thu, uống trà trong dịp Tết Đoàn Viên làm tăng thêm sự viên mãn và sum vầy. Tất cả tạo nên giá trị truyền thống tốt đẹp của ngày Tết Trung Thu. Lợi ích khi thưởng thức trà cùng với bánh Trung Thu là gì? Điều dễ cảm nhận nhất, trong vị chát của trà giúp làm dịu lại vị ngọt đậm và béo của bánh Trung Thu, giúp mọi người đỡ cảm thấy ngán hơn khi thưởng thức món bánh có thành phần bột, đường và mỡ như thế này. Vì thế, cứ ăn một miếng bánh, người ta lại uống một ngụm trà. Nhiều người cho rằng việc uống trà kèm với bánh Trung Thu khiến vị chát và vị ngọt quyện vào nhau trên đầu lưỡi, giúp làm cân bằng vị giác và đem lại cảm giác hài hòa hương vị. Thưởng thức bánh cùng với nước trà cũng là cách giảm độ ngọt của bánh Trung Thu mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết. Ngoài cách dùng vị chát của trà để trung hòa độ ngọt và béo của bánh,
thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Lâm cho biết, việc ăn kèm với các loại trái cây có hàm lượng nước lớn và chỉ số đường huyết thấp thì cũng đem lại tác dụng này. Mọi người cũng có thể ăn kèm với dưa chuột để giảm cảm giác ngọt và cung cấp thêm chất xơ, hạn chế tăng đường máu. Chuyên gia này cho biết một chiếc bánh trung thu cỡ trung bình thường cung cấp trên dưới 600 calo, tổng năng lượng phụ thuộc vào trọng lượng và thành phần của nhân bánh. Bánh trung thu thường làm rất ngọt để kéo dài thời gian bảo quản, vì thế lượng calo rất lớn. Việc ăn loại bánh này liên tục và kéo dài sẽ gây tăng cân do năng lượng thừa sẽ được tích trữ ở mô mỡ. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh các hoạt chất có trong trà xanh như caffeine và capsaicin có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và khuyến khích giảm mỡ. EGCG, một catechin điển hình trong trà xanh, giữ cho các hormone đốt cháy chất béo ở mức phù hợp, cho phép cơ thể phân hủy và giải phóng nhiều chất béo hơn. Vì thế, việc uống trà khi ăn bánh trung thu không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn có lợi cho sức khỏe. Lương Y Thu Hằng, Trung tâm Nghiên cứu Cây thuốc và Bài thuốc Gia truyền cho rằng, người mắc bệnh tiểu đường không hẳn là không được phép ăn một chút bánh trung thu. Cách tốt nhất khống chế lượng đường trong máu là nên chọn loại bánh phù hợp, có hàm lượng đường và chất béo không cao. Nên cố gắng ăn ít bánh nhất, dừng ở mức nếm hương vị để tự khống chế lượng đường đưa vào cơ thể. Khi đã ăn bánh trung thu rồi thì giảm cơm và chất béo trong khẩu phần, tăng vận động để tiêu hao bớt phần nhiệt lượng. Khi ăn bánh nên dùng thêm trà, bởi trong thức uống đặc biệt có chứa nhiều axit acetic có tác dụng phần giải chất béo. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại bánh trung thu dành cho người tiểu đường. Những chiếc bánh này thường sử dụng các loại đường tự nhiên có độ ngọt dịu thay thế đường sacarô, tăng các loại hạt như hạt hạnh nhân, hạt dưa, hạt bí, hạt vừng để giảm độ ngọt. Vì vậy, người tiêu dùng có thể chọn loại bánh thích hợp để dùng. Nghệ thuật ăn bánh trung thu uống trà của người Việt như thế nào? Trung thu là một trong ba cái Tết lớn nhất của người Việt. Cứ đến dịp này, người người nhà nhà lại sum vầy trong không khí đoàn viên. Cả nhà cùng nhau ăn miếng bánh, nhâm nhi chén trà, cùng ôn lại những kỷ niệm đã qua. Không chỉ riêng người lớn tuổi, giới trẻ hiện nay cũng đang dần tìm thấy những nét thú vị trong văn hóa truyền thống. Thưởng trà bằng đầy đủ các giác quan, lòng người dường như cảm nhận rõ ràng sự viên mãn. Bánh trung thu đại diện cho sự viên mãn và tròn đầy. Trà lại là thứ làm trọn vẹn hương vị và ý nghĩa của chiếc bánh ấy. Nghệ thuật ăn bánh trung thu và uống trà đã giao thoa với nhau những hương vị rất đời thường. Thế nhưng chính sự đơn giản đó đã nâng thành một nghệ thuật, một nét đẹp trong truyền thống lâu đời của con người Việt Nam. Vậy những ai không nên ăn bánh trung thu? Bánh trung thu không có lợi cho sức khỏe của những người đang gặp vấn đề về sức khỏe dưới đây. Người bị sỏi mật, sỏi túi mật. Người mắc sỏi mật, túi mật khi ăn quá nhiều bánh trung thu có thể dẫn tới viêm tụy cấp tính, tình trạng có thể gây tử vong trong thời gian ngắn. Vì vậy, những người mắc bệnh này nên hạn chế ăn bánh trung thu. Những người hệ tiêu hóa kém. Với những người có khả năng tiêu hóa và hấp thụ kém, việc ăn quá nhiều bánh trung thu có thể làm tăng thêm gánh nặng cho dạ dày, gây khó tiêu, tiêu chảy và các bệnh liên quan khác. Người tiểu đường mỡ máu cao. Bánh trung thu có độ ngọt rất cao và sẽ làm đường huyết tăng vọt nếu bệnh nhân tiểu đường ăn nhiều cùng lúc. Loại bánh này cũng chứa nhiều chất béo nên người bị mỡ máu cao cần hạn chế sử dụng. Những người bị viêm loét dạ dày. Đối với bệnh nhân bị loét dạ dày và tá tràng, bánh trung thu có thể thúc đẩy bài tiết nhiều axit dạ dày, gây khó cho việc chữa bệnh. Những người thừa cân, béo phì. Bánh trung thu là thực phẩm chứa nhiều đường, chất béo và đạm, tổng lượng calo cao. Những người đang bị thừa cân hay béo phì thì không nên sử dụng. Những người viêm da và mụn trứng cá. Những người bị viêm da, mụn trứng cá thường xuyên bị các bệnh về da khác cũng không nên ăn quá nhiều bánh trung thu, vì thành phần quá nhiều đường và chất béo có thể làm tăng sự bài tiết của tuyến bã nhờn, khiến các bệnh lý về da thêm trầm trọng.